Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Hải Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Trường, anh Hiền đến mình quay cưa cây. Trước mắt mình là cây cốc. Cây cốc này phần nhánh và phần đọt nó nằm trọn trên mái nhà. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Trường sẽ leo lên cưa cây cốc này như thế nào nha.
trường cũng đã bù keo rồi. Bà đoàn trường sẽ thả nha chú. Ngon bà hả?
Thay qua bên lại ngược bên. Đó, ừ, đúng rồi, mình nhận xuống, thay đúng mặt thằng nhận xuống. Đó, luôn. Ừ. Tự động rồi. Tại hồi lúc chứ thấy đi chợ hoài. Giờ thì anh Trường sẽ xuống bên dưới nha cả nhà. Sáng là mấy cái cốc này no rồi ha. Hành xong bay cốc rồi cả nhà.